trong dàn cáp này thì mình thích nhất và ghét nhất ai? Đúng rồi, mình phải chọn. Nói luôn, giờ nó thẳng, trước khi chơi nó thẳng rồi. Rồi. Anh chưa chọn. Anh. Ủa, bữa mình mới gặp nhau ở... Giống em luôn hả? Giống em luôn đó. Đó. Tự nhiên em. Thấy là mê rồi. Đón xem YouTube Music Night lúc 20 giờ ngày 30 tháng 6 trên YouTube The Talent và 20 giờ ngày 9 tháng 7 trên HTV2. Thứ về ngày vui hai họ chúng ta. Đúng ra. Ủa là cho nó có hình đến kia. Mẹ chụp anh. Không gấp nghe rồi. Là phải tận tương lai để là thợ ảnh họ chụp cũng đáng. Bữa sau đừng mướn thằng chụp hình cứ bên bên shop bên kia nữa nha. Sao vậy? Nó chụp hình cháu mà nó ổn lắm. Thì bên anh muốn kia đâu phải bên tôi. Thứ ngày vui hai họ chúng ta, món quà kỷ vật gọi là mừng vui. Và bây giờ xin mời chú rể hãy cùng trao nhẫn cho cô dâu. Dạ không, ý ta là cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau nó gọn hơn. À, dạ xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng trao nhẫn. MC không có dấp, dấp cái đám cưới nó dấp dữ lắm. Ngày vui hai họ mừng ngày giật. Cứu tôi ơi. Ngày vui hai họ mừng vui. Món quà kỷ vật gọi là mừng vui. Gọi là mừng vui. Ngày vui hai họ chúng ta. Món quà kỷ vật gọi là mừng vui. Và bây giờ sẽ là nghi thức trao nhẫn cưới của cô dâu và chú rể. Đám cưới thiệt em muốn, em không muốn là làm MC á. Khoan. Trước khi con trao nhẫn cho chồng con, ba dặn con luôn. Dạ. Cái nhẫn này là tính ước. Khi đã trao rồi là không rút ra được. Khi đã trao rồi là không rút ra được. Mình chỉ một lần duy nhất trong đời thôi. Hồi xưa ông nội cũng vậy, tới ba cũng vậy, giờ tới con cũng vậy. Đâu có nhẫn ba đâu bà. Đâu có nhẫn ba đâu bà. Tôi cũng... Nhẫn ba đây. Ba đây. Tôi cũng có vài lời muốn nói với con trai tôi là đã đeo nhẫn cưới vô rồi là không thể nào tháo ra được. Dù sau này con có làm ăn thua lỗ như thế nào, có vả lắm cũng phải để nguyên trong ngón tay mà không bán nha con. Ủa sao nè, mẹ nè, nói tao diễn xui không vậy? Nhẫn nè. Dạ. Có gì mẹ con nói là đi cầm thôi chứ đừng có đem bán. Không có cầm bán nữa, phải để vậy. Một cái gia đình này tiêu cực. Phải giữ cái nhẫn cưới. Rồi bây giờ xin mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau. Rồi, có ghi hình để về giữ làm kỷ niệm gia đình nha. Dạ rồi. Chiếc nhẫn này sẽ treo tay ai bây giờ? Ôi, làm quá. Vô. Nghi thức bắt đầu. Chào bên phải bên trái ta. Bên nào cũng được. Đem con cái cũng được. Quen bao nhiêu năm giờ không biết đem bên nào. Ngoài có lấy vợ chưa mà không biết đem món nào. Tôi với bà là đứng lên kể về đám cưới. Thôi hết thời gian chút. Hết thời gian. Dạ thôi, tụi con không có nhu cầu nghe của ba mẹ. Bây giờ là tới lúc là uống rượu giao du thôi. Từ nãy giờ tới không ai rót được ly trà uống. Đây nè, rồi thôi để cho cô dâu đeo nhẫn lại đã. Có cái miếng nước nào ở trong đây? Rồi, người ta rót nè. Rồi đeo đi. Tôi mệt rồi nha, nãy phải biết gì tôi không nhận dây cô dâu đâu. Việc làm hay là mình làm cái ngành nghề gì không chị? Đây nhà cô bán hàng đây. Dạ. Nhà mình là bán mía đá kem các loại hả? Đúng rồi đấy. Ôi trời ơi. Xin phép hỏi là chị tên là gì ạ? À, cô tên là Hiền. Chị Hiền buôn may bán đá. Bây giờ sẽ là lúc chị sẽ chọn một thành viên trong 6 người ở đây ạ. Chọn em đi, em đây xin chị miễn phí. Dạ dạ ơi, nếu được quá em có bán cà phê đen và cà phê đá. Nếu như anh cũng mệt quá thì có thể ghé quán chị Hiền. Nếu như anh thích công tiền thì có thể ghé chị Hiền nhé. Hiền chỗ em nè. Hiền ơi. Hiền. Mẹ Hiền. Đây nè, chị hiểu được cho chị dễ chọn nha. Mà... không ạ, tất cả mọi người đây cô đều biết hết á. Mẹ ơi, chị. Sao mẹ vậy nó gian hoài vậy?
Nhưng mà nó là như biến thái bình. Ta những người tài giỏi, ta những người rất là yêu quý. Má chồng toàn cây dễ thương. Chị cho ai à? Ba đứa con thì con giống mẹ. Chở tiếp tục hát. Anh ngủ mong ba bị. Đi học về em mừng nha, em chơi chơi mà. Chị Hiền là một người rất hiền á, chị ghét với mấy người hay hát. Chị Hiền ơi, thì lòng mẹ bao lá như biến thai bình. Chị chọn ám được, chừng chọn được, chừng chọn lấy như bỏ lâm là được. Chị nhìn em là một lần được không chị? Chị muốn em không chị? Chọn đi như bỏ lâm. Chọn bạn mới đi. Có chọn bạn mới đi. Chị Hiền không quay lại luôn. Quá tội nghiệp anh rồi. Nhục chưa? Ai bắt? Quê là quê là quê chung mình nhột quá. Nhột quá. Em hai bên mình đổi phong cách đi anh Lâm. Gì? Anh làm một nét dịu nhẹ hơn. Ok hai người còn hai người lắm mọi người ơi. Thôi căng tỉnh đi. Xin chào em. Cái này tôi chắc chắn là chọn Thúy Ngân hoặc là Bích Phương rồi. Đây là Nguyễn Bảo Châu ạ. Châu. Châu hả? Bé Châu bao nhiêu tuổi rồi? Lâm nghĩ còn thực tế là em biết chị Minh Phương. Chính là chị. Quê là quê chung mình quê nhiều. Mình chỉ Phương thôi. Trời ơi. Thôi là biết bé nó chọn ai rồi. Có ai chọn ai? Có thử nhẹ nhàng, có thử nam tính, có thử gọi là sói ca luôn. Sao tới là bắt tôi làm điên, sao có chọn người khác là sao vậy ta? Thôi em, đó là gì? Sứ mệnh của em là mang lại tiếng cười. Có anh. Dù có chọn hay không chọn thì em đã mang tiếng cười cho mọi người rồi. Trời ơi. Ủa tại sao đi của làm? Đúng là kiếp làm nghề. Như vậy là bao nhiêu người chúng ta đoán, dự đoán là chờ đợi và không có tên Rich Fan thì ngày nay em... Rich Fan đến thì cũng vô nghĩa thôi. Đúng, mời lên xe. Cảm ơn anh à. Ủa? Vô đây. Nhưng mà chị thắc mắc nha. Bao nhiêu bộ đồ em không mặc sao em chọn cái bộ đó đâu. Hai người hại em không phải mặc bộ đồ này. Bên bệnh viện á. Mới đi bệnh viện nữa hả? Mới đi bệnh viện. Nói cách nói, nói cách nói đi. Tối nay mặc em xưng vậy. Tại vì tối nay mặc xưng vậy. Em chích trùng chỗ với anh. Dạ xin chào quý vị khán giả đã tham đã tham gì? Thì liếu lự, đổi khách mời. Khách mời yếu nghề quá. Hôm qua bé nó là ăn cơm thì cắn vô cái môi à, cho nên giờ nó hơi khó nói chuyện à, cắn vô môi chứ đâu có cắn vô lưỡi đâu mà khó nói chuyện. Không cắn nào bị lỡ cái chị. Đúng rồi, bị lỡ. Thì trong dàn cáp này thì mình thích nhất và ghét nhất ai? Đúng rồi, mình phải chọn nói luôn. Giờ nó thẳng trước khi chơi nó thẳng rồi. Anh chưa chọn anh ủa bữa mình mới gặp nhau ở giống em luôn hả? Giống em luôn đó. Đó. Tự nhiên anh nãy là mê rồi. Như comment hai người giống nhau đó nha. Ồ, giống cũng giống đó. Có giống không ta? Cũng bên cộng đồng hay nè. Trên mạng khán giả kêu Chris và Negip rất giống nhau, hai người hãy thử lồng tiếng cho nhau. Riết ơi, để coi không có tôi, em tương tác với Đào mới, em có vui hay không? Chứ tôi cũng lo. Cứu tôi. Chơi. Đi đâu đây? Ủa? Chào chị. Dạ chào chị. Cái gì? Dạ. Này là có nói không? Hay là... Ê, bây giờ giúp nó đi. Giúp nó đi. Chồng em đang làm cái gì hiểu không? Sao chị giật chồng tôi? Rồi, lại, 2, 3. Chào chị đi. Dạ em chào chị. Có chuyện gì không? Sao chị giật chồng em? Rồi, thôi. À, cái phần này chắc em bị cắt.